right here in front of them? Yes, it is. Was that close? Tuốt ở ngoài biển ngoài ngoại á mấy gì ngồi đây có gì có gì ở ngoài ngoại á thì nó có ok, nhưng mà sóng biển cứ chịu khó đi, kể như là nhà đừng có tiếng gì hết, cháy hết rồi. Con vô đây ngồi nhà, đúng rồi, nhưng mà cẩn thận á, nếu mà có gì xuống một bậc nữa, một bậc nữa thì an toàn hơn. Diêm ơi, ông cười lắm rồi, ổng đâu rồi? Thôi được rồi, mọi người đây được rồi, ngồi xuống đây đi. Kể như là mấy cái tiệm mình á, có lụm đục đủ vàng về không? Không gọi là tung hết rồi, cháy hình. Nè, thằng Lon thì cháy hết rồi, thằng Ba Ba Găm cháy hết rồi, một phút len đi luôn rồi. Không, không chữa nổi nữa. Nha, đừng có ngồi đó mà tiếc nha. Cái nhà này cháy nè, cái thằng này cháy nè. Giờ tất là